Chuyện ngắn sau ngữ tiếng Anh. Tiếng Việt. The most caring child. Cậu bé biết chia sẻ nhiều nhất. Author and lecturer Leo Buscaglia once talked about a contest he was asked to judge. Nhà văn Leo Buscaglia, đồng thời là nhà diễn thuyết, có lần đã kể lại cuộc thi mà ông được mời làm giám khảo. The purpose of the contest was to find the most caring child. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào biết quan tâm đến người khác nhiều nhất. The winner was a four-year-old child whose next door neighbor was an elderly gentleman who had recently lost his dear wife. Người đoạt giải là một cậu bé mới 4 tuổi. Gần nhà cậu bé có ông cụ vừa mới mất đi người vợ thân thương của mình. Upon seeing the man cry, the little boy went into the old gentleman's yard, climbed onto his lap, and just sat there. Khi nhìn thấy ông cụ đau buồn như thế, cậu bé đã vào nhà, leo vào lòng ông cụ và ngồi yên như vậy. When his mother asked him what he had said to the neighbor, the little boy said, Nothing. I just helped him cry. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì với ông, cậu bé trả lời, Con chẳng nói gì cả, Con chỉ giúp cho ông khóc được thôi. Ellen Criedman Love is everything, it is the key to life. and its influences are those that move the world. Tình yêu thương là tất cả. Đó là chìa khóa để bước vào cuộc sống và sức mạnh của tình yêu thương sẽ làm lay động cả thế giới. Ralph Waldo Trine